vườn hoa Đoàn Thị Điểm ở phố Lưu Hữu Phước, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm. Nơi đây đang trở nên nhếch nhác, xuống cấp dù nằm giữa khu đô thị mới, ngay sát các tòa nhà chung cư cao tầng. Cây cối không được chăm sóc, cắt tỉa. Nhiều hạng mục công trình đã hư hỏng từ rất lâu. Không gian chung tại đây còn bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô, tràn lan trên vỉa hè, xung quanh khu vực sân chơi, nơi đâu cũng có phương tiện. Tình trạng này không chỉ làm mất mỹ quan đô thị, cản trở giao thông, mà còn làm giảm không gian xanh hữu ích và sự an toàn cho cư dân ở đây.